Hey, chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 12 token có hiệu là GLG chứ. Một token này đã có mặt trên sàn chất swap nha các bạn. Khi tham gia chương trình này góp này các bạn sẽ nhận 12 token có giá trị hiện tại trên sàn chất swap hiện tại bây giờ là khoảng 30 đô nha các bạn. Để tham gia dán các bạn click phần link mô tả mở Telegram gài bấm nút start chat bot nè. Chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào ngày nó sẽ phong phối vào ngày 15 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cho này góp nha các bạn. Một token GLC bằng 2.5 nè đô. Rồi bấm nằm John Angela các bạn. Đây thì thông tin website của nó rất là đẹp luôn các bạn, vào mà tìm hiểu các bạn. Các bạn cố gắng làm cái dự án này các bạn. Dự án này là mình thấy là khá là ngon đó. Sáng mai mình lót nói kỳ ta. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Rồi join tiếp kênh seller của nó nè các bạn. Rồi các bạn join tiếp. Rồi bạn mới đáp lên. Rồi các bạn follow và tự quyết sẽ pinbot nè các bạn. Các bạn khắp biết nhấp vào fan nè, chờ lót đến trang trader của mình nha các bạn. Con này nó chạy trên tảng TC20 nha các bạn. Rồi các bạn chờ lót giá một chút xíu nha các bạn. Rồi theo thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tự quyết lên nha các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Này bạn, nó có giao dịch qua sàn chất swap nên cho swap qua đồng TDS nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Các bạn xuống đây cũng like nâng bài nữa đi các bạn. Rồi. Các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nè. Mũi nó bay. Rồi các bạn kiểm tra vào cho anh nhấn chat nhấn chơi lời xin các bạn. Các bạn nhấp vào kiểm tra đi nha. Rồi các bạn có danh vợ cho rồi các bạn bấm don. Các bạn gỡ lại cái đường link profile username của mình. Các bạn mở cái trang trader của mình ra nè. Rồi các bạn vào trang cá nhân đầu người của mình nha các bạn. Các bạn vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn vào ba dấu gạch, vào một chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép vào khai nhân tạm nha các bạn. Các bạn chờ đợi con bot nha các bạn. Ship to the world. Rồi các bạn gửi lại cho bot nha các bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn bấm I have run đây nha các bạn. Rồi các bạn dùng mở địa chỉ với TC20 với tin các bạn, nó đề xuất là dí cho anh liên các bạn nên dùng địa chỉ theo đề xuất của dự án nha các bạn. Rồi phan các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút reset nè, các bạn copy địa chỉ dí nha các bạn. Rồi cái máy rồi các bạn mở ra nha các bạn. Sang không hay cái gì đâu nhảy tào lao không. Rồi các bạn bắt đi chị với TC20 mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn.
Rồi các bạn nhấp vào kiểm tra nó có hỏi có join kênh AirDrop không các bạn, các bạn vào kiểm tra có rồi bạn bấm Don. Rồi nó hỏi có tweet tower and tweet pinbot không, các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy tin ghép của mình cho nằm chỗ này nè các bạn, các bạn lấy tin ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận tin tức cần nha các bạn. Rồi mình trở lại luôn. Thôi vậy giang mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.